đội tuyển Đức đang thi đấu khá tốt tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Sau 6 vòng đấu đã qua, cỗ xe tăng chỉ bất ngờ để thua một trận trước Bắc Macedonia, ngược lại sở hữu cho mình cả 5 chiến thắng còn lại để vươn lên dẫn đầu bảng G với 15 điểm. Khoảng cách với đội đứng thứ hai hiện đang là 5 điểm, do đó đội tuyển Đức cần phải giành thêm những điểm số quan trọng để chắc suất có mặt tại Qatar vào năm sau. Đối thủ tiếp theo của cỗ xe tăng sẽ là Romania, đối thủ bị đánh giá thấp hơn họ về mọi mặt và đó là cơ hội không thể tốt hơn cho đội bóng của huấn luyện viên Hansi Flick có thêm 3 điểm nữa. Phía bên kia, Rumani đang phải cạnh tranh quyết liệt cho vị trí thứ hai tại bảng G. Trải qua 6 lượt đấu, Rumani đang đứng ở vị trí thứ ba, kém đội đứng thứ hai là Armenia đúng một điểm. Ở trận đấu gần nhất, Rumani đã cầm hòa Bắc Macedonia trên sân của đối thủ trong một trận đấu mà đội khách co về phòng ngự chặt chẽ. Dẫu vậy, việc phải đối đầu với một đối thủ mạnh như tuyển Đức sẽ rất khó để Rumani có thể thực hiện được ý đồ tương tự. Trong đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Hansi Flick đã bỏ qua trung vệ Masumel cùng các tiền vệ như Gundogan hay Gosen vì chấn thương. Thay vào đó, nhà cầm quân 56 tuổi đã triệu tập trở lại lão tướng Thomas Muller nhằm gia tăng sức mạnh cho tuyến giữa. Bên cạnh đó, hàng loạt tài năng trẻ đang có phong độ ấn tượng như Jamal Musiala, Florian Wirtz, Karim Adeyemi đều được huấn luyện viên Hansi Flick điền tên. Trong khi đó, có thể thấy rõ chất lượng đội hình của các vị khách không thể so sánh được với những người đồng nghiệp bên kia trên tuyến. Sẽ rất khó để huấn luyện viên Mirel Radoy có thể thực hiện được ý đồ chiến thuật của mình dù có hầu như đầy đủ những gương mặt mạnh nhất. Về đối đầu, Đức đang nhỉnh hơn với 3 thắng, một hòa và một thua trước Romania về phong độ, chủ nhà cũng đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, trong khi Romania đã thắng 2, thua 2 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Trong trận đấu lượt đi vòng loại World Cup diễn ra hồi tháng 3 mới đây, Đức đã giành chiến thắng tối thiểu sau 90 phút thi đấu trên sân của Romania. Quay trở lại sân nhà, đội bóng của huấn luyện viên Hansi Flick đang nắm giữ quá nhiều lợi thế, sẽ rất khó để người chơi có thể đặt niềm tin vào cửa dưới dù mức kèo chấp là tương đối cao. Các chân sút Đức thi đấu thăng hoa trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022. Sau 6 trận đấu, cỗ xe tăng đã ghi được 17 bàn thắng. Trong khi phía bên kia, Rumani cũng cho thấy sự hiệu quả trên mặt trận tấn công khi đã sở hữu cho mình 9 bàn. Nhìn vào các thống kê này, người chơi có thể đặt niềm tin ở cửa tài kèo này. Dự đoán của thể thao văn hóa, Đức sẽ giành chiến thắng với tỷ số 4-0.